Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Mới hôm qua nói về khủng long răng cá mập, hôm nay lại nói về cá mập. Vào thời đại khủng long thì đúng như tên gọi của nó, đó là thời đại mà các loài khủng long chiếm gần như toàn bộ hào quang của sự chú ý mà chúng ta dành cho sự sống cổ đại của giai đoạn này. Nếu không phải khủng long thì sẽ là những con bò sát nổi bật khác như thương long, xà cảnh long hay cả cá sấu. Những nhóm động vật khác thường ít được quan tâm và đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngay cả cá mập cũng là một nhóm cực kỳ nổi bật từ xưa cho đến nay, thì đến thời đại khủng long, chúng cũng tương đối lép vế về mặt danh tiếng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cá mập không có những đại diện nổi bật trong thời đại khủng long. Ngày hôm nay, mời các bạn cùng Mê Khủng Long TV khám phá 5 siêu cá mập từng tồn tại cùng thời với khủng long phi điểu. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Cadabiodon. Cadabiodon là một chi cá mập thuộc bộ cá nhám thu đã tuyệt chủng, sống cách đây khoảng 95 đến 91 triệu năm trước. Hóa thạch của Cadabiodon đã được tìm thấy ở Úc, Bắc Mỹ, Anh và Kazakhstan. Cadabiodon có khả năng là một loài cá mập không thích sống ở vùng nhiệt đới, mà thay vào đó chọn lang thang ở các đại dương ôn đới giữa vi độ 40 và 60, giống như cá mập Porpigo hiện đại. Cadabiodon được cho là một trong những con cá mập lớn nhất thời bấy giờ, với chiều dài ước tính lên tới 5,5 mét, tương đương với các cá thể cá mập trắng lớn khủng nhất thời hiện đại. Nó có thể là một kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái của mình và có khả năng sử dụng hàm răng lớn, khỏe mạnh và khả năng bơi nhanh để săn mồi nhiều loại động vật biển, bao gồm thằn lằn cổ rắn, ngư long và các loài cá lớn khác. Cadabiodon cũng có một cơ thể chắc nịch và đô con. Mặc dù trông có vẻ to lớn và nặng nề, nhưng các đặc điểm như vảy hình tấm có ránh giúp giảm lực cản của nước và cuộc sống chắc chắn đều thể hiện rằng con cá mập này có khả năng bơi nhanh để tấn công con mồi bất ngờ. Mặc dù vậy thì độ linh hoạt khi chuyển hướng sẽ hơi kém một chút. Tuy không thể to lớn như một số loài cá mập trong danh sách này, nhưng Cadabiodon cũng có những lợi thế riêng để trở thành một kẻ săn mồi lợi hại trong thời đại thống trị đại dương của các loài bò sát biển. Tiếp theo, Leptostyrax. Một trong những cái khó khi nghiên cứu cá mập cổ đại đó là, dù to lớn đến thế nào đi chăng nữa, do bộ xương làm bằng sụn, một chất liệu dễ phân hủy hơn xương rất nhiều, nên những gì cá mập để lại cho chúng ta thường không quá nhiều, chủ yếu là răng và có thể là một số đốt sống. Megalodon khổng lồ nhất mọi thời đại cũng vậy, và các giống loài cá mập của thời đại khủng long cũng vậy, chẳng hạn như Leptostyrax. Leptostyrax là một chi cá mập thuộc bộ cá nhám thu đã tuyệt chủng sống vào kỷ phấn trắng, cách đây khoảng 87 đến 82 triệu năm trước. Hóa thạch răng và đốt sống của Leptostyrax được tìm thấy ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi và Úc, cho thấy một phạm vi phân bố tương đối rộng và sự phổ biến của chi cá mập này trong thời đại mà chúng tồn tại. Edward Brinker Cope là người đầu tiên khám phá ra những chiếc răng hóa thạch của Leptostyrax vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, danh pháp Leptostyrax chỉ chính thức được nhà cổ sinh vật học Mỹ nổi danh đầu thế kỷ 20 là Samuel Wendell Williston đặt vào năm 1900. Leptostyrax được kết hợp giữa lepto có nghĩa là mỏng và styrax có nghĩa là đầu nhọn trong tiếng Hy Lạp. Cái tên này liên quan đến hình dạng răng của Leptostyrax, trông khá giống như đầu của một ngọn giáo thu nhỏ và gần giống răng của cá mập hổ cát ngày nay. Vào thời đại Leptostyrax sống thì một phần rộng lớn của nước Mỹ là một vùng biển lớn, được gọi với cái tên đường biển nội địa phía Tây. Chia cắt lãnh thổ nước Mỹ ngày nay thành hai tiểu lục địa Appalachia và Laramidia. Ở đó nó đã chung sống cùng các giống loài động vật biển hùng mạnh khác, chẳng hạn như chi thương long Tylosaurus với những cá thể có thể dài hơn 12 mét, rùa khổng lồ Achelon, thằn lằn cổ rắn vân vân và mây mây. Tuy nhiên chúng vẫn sống khá tốt và phân bố rộng rãi, chứng tỏ rằng Leptostyrax cũng không phải dạng vừa đâu. Cretodus. Cái tên thứ ba cũng có phạm vi phân bố rất rộng từ Bắc Mỹ đến châu Âu, châu Phi và có thể là cả châu Á nữa. Đó là Cretodus. Chi cá mập được phát hiện vào năm 1850 với niên đại được xác định là 100 cho đến 89 triệu năm trước. Trước năm 2017 thì người ta chủ yếu biết đến chúng qua những chiếc răng hóa thạch đơn lẻ. Nhưng sau đó nhờ việc phát hiện một bộ xương gần như hoàn chỉnh, cho thấy chi cá mập này có cơ thể giống với cá mập hổ hiện đại, cái đầu khá to, lực hàm mạnh mẽ cùng thân hình lực lưỡng. Về mặt tốc độ thì hình thái trên vảy hình tấm của Cretodus cho thấy chúng là những tay bơi có tốc độ khá trong số các loài cá mập kỷ phấn trắng. Với hàm răng sắc nhọn thì Cretodus có lẽ từng tập trung săn những con mồi lớn, với bằng chứng cho thấy một con rùa biển dài đến 2 mét từng là con mồi của Cretodus. Cretodus thậm chí cũng từng săn các cá thể thuộc một nhóm cá mập khác. Các ước tính cho thấy, các loài Cretodus có thể đạt tuổi thọ tương đối cao,
tối đa có thể từ 50 đến hơn 60 năm tuổi. Nếu đạt đến độ tuổi này thì chúng cũng có thể sở hữu kích thước khổng lồ. Chiều dài lớn nhất phổ biến có thể là từ 6 đến 8 mét, nhưng có loài như Cryptodus crassidens có thể đạt chiều dài đến hơn 11 mét khi trưởng thành đầy đủ. Cùng chung sống với nhiều quái vật biển đáng sợ khác như cá mập Cryptosirina, Squalicorax, có lẽ Cryptodus đã học được cách sống chung với những giống loài này thông qua hình thức phân chia ngách sinh thái, trong đó chúng sống ở những phạm vi khác nhau và săn những con mồi khác nhau. Đụng độ có thể xảy ra nhưng không đáng kể. Cryptosirina. Nếu chỉ xét về kích thước và cân nặng, Cryptosirina có lẽ khó gây ấn tượng với những fan cuồng cá mập khổng lồ khi sở hữu chiều dài ước tính khoảng 6 mét lên đến tối đa là 8 mét, còn cân nặng ước tính của nó tối đa là khoảng 4,9 tấn. Dẫu vậy thì với kích thước và cân nặng như thế này, Cryptosirina vẫn là một trong những loài cá mập lớn nhất vào thời đại của nó, cũng là một trong những động vật săn mồi dưới biển lớn nhất. Các bằng chứng hóa thạch, bao gồm một số bộ xương có độ nguyên vẹn cao của Cryptosirina cho thấy, cơ thể của loài cá mập này có hình thái rất giống cá mập trắng ngày nay, và nó rất có thể chính là động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của mình. Một trong những đặc điểm có thể là điểm mạnh nhất của Cryptosirina khi săn mồi chính là tốc độ. So với Cryptodus, một loài cá mập khác có kích thước và niên đại khá tương đồng thì Cryptosirina được đánh giá là nhanh hơn hẳn. Bằng chứng là những chiếc vảy hình tấm của Cryptosirina được trang bị những đường rãnh sâu hình chữ U xếp chồng lên nhau, song song với trục cơ thể. Mỗi rãnh có chiều rộng trung bình khoảng 45 micromet. Những chiếc vảy hình tấm này có công dụng làm giảm lực cản rất hiệu quả và tăng cường tốc độ, rất giống với các loài cá mập có tốc độ bơi nhanh nhất hiện nay. Răng của Cryptosirina sắc như dao và còn được trang bị một lớp men răng dày để bảo vệ răng không bị tổn hại trước lực cắn của chính con cá mập. Điều này cũng hàm ý rằng Cryptosirina có lực cắn hết sức mạnh mẽ và khi kết hợp với những chiếc răng sắc nhọn, trong đó chiếc lớn nhất có thể lên đến 8 cm, một cú cắn đồng nghĩa với đòn chí mạng. Các bằng chứng hóa thạch cho thấy chúng có thể đã sơi cả khủng long và rực long, dù cũng không thể bác bỏ khả năng đó là hành vi ăn xác thối. Tychodus. Không phải loài cá mập nào cũng cần sở hữu hàm răng sắc nhọn để thành công. Đôi khi những kẻ thành công nhất lại trông ít đáng sợ hơn rất nhiều, chẳng hạn như Tychodus, một chi cá mập thuộc bộ cá nhám thu có niên đại trải dài từ 112 triệu năm đến 85 triệu năm trước. Hóa thạch răng của Tychodus đã được tìm thấy ở rất nhiều hệ tầng có niên đại phân trắng muộn trên khắp thế giới, và các nhà khoa học đã xác định đến 16 loài hợp lệ thuộc chi này, nhưng con số đã nói lên tất cả về sự thành công của Tychodus. Những hóa thạch đầu tiên của Tychodus đã được tìm thấy ở Anh và Đức từ nửa đầu thế kỷ 18, nhưng trong suốt một thời gian người ta cho rằng đó là tấm vỏ miệng của cá nóc. Phải đến đầu thế kỷ 19 thì những nhận định sai lầm này mới được gỡ bỏ và các hóa thạch được xác định lại. Tychodus có kích thước lớn nhất trong số các loài cá mập của kỷ phân trắng nói riêng và đại trung sinh nói chung, với chiều dài ước tính có thể lên đến 10 hoặc 11 mét. Chúng sở hữu loại răng tấm chuyên biệt để nghiền nát vỏ cứng của con mồi. Hàm của một con Tychodus có thể chưa đến 550 chiếc răng, thấp và hơi tròn. Con mồi của chúng sẽ là những động vật có vỏ cứng như chai sò, giáp xác, cúc đá và thậm chí là rùa. Về ngoại hình thì có một điều may mắn đối với Tychodus so với các chi cá mập cổ đại khác cũng như các chi cá mập ở trong danh sách này là người ta đã tìm ra hóa thạch cơ thể khá hoàn chỉnh của Tychodus từ hệ tầng Agua Nueva ở Mexico vừa mới được công bố trong năm nay thôi. Nên chúng ta biết được kha khá về hình dạng của chi cá mập này. Chúng có cơ thể kiểu con thoi, rộng ở giữa và hẹp dần về hai đầu, có phần đầu lớn và khá dài. Vây lưng chính có kích thước lớn và đặt thiên về phần trước cơ thể, còn một vây lưng nhỏ hơn nhiều đặt ở gần vây đuôi. Nó cũng có một vây hậu môn nhỏ. Nhìn tổng thể thì Tychodus trông khá giống cá mập trắng lớn hoặc cá mập chanh ngày nay. Vâng, vừa rồi là năm siêu cá mập của thời đại khủng long. Sự hiện diện của chúng chứng minh rằng, dù sống trong thời đại mà bò sát biển thống trị đại dương thì cá mập vẫn có vị trí nhất định trong các hệ sinh thái đại dương mà không hề quá lép vế. Sống dài thành huyền thoại, sau khi sự kiện tuyệt chủng 66 triệu năm trước xảy ra, chấm dứt sự thống trị của bò sát trên cạn lẫn dưới nước, một số loài cá mập đã sống sót để mở đường cho sự tiến hóa và thống trị đại dương sau này, với cái tên chỉ nghe thôi đã sợ, Megalodon, bất chấp sự trỗi dậy của động vật có vú. Chúng ta nên dành nhiều hơn sự ghi nhận cho các loài cá mập của thời đại khủng long và hy vọng rằng những nghiên cứu mới sẽ giúp chúng ta làm sáng tỏ thêm nhiều điều về chúng. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.